Đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao smartphone Android vẫn đang sống, phát triển và bao trùm lên cái thế giới thiết bị cầm tay với hơn 70% thị phần bất chấp những sự thành công của iPhone? Nhưng ở cái máy tính bảng Android ấy, thì gần như mất dạng. Nhắc đến máy tính bảng hay là tablet thì sáng lên trong đầu là cái hình ảnh ngay lập tức của chiếc iPad. Tại sao? Tại sao Google lại không thể copy thành công cái mô hình đã áp dụng trên điện thoại lên những thiết bị lớn hơn của họ? Một câu hỏi thú vị mà không phải là ai cũng từng nghĩ đến và thực sự đặt ra để mà trả lời. Thì video này sẽ giải quyết được câu hỏi mà có thể không ai quan tâm đấy, nhưng mà nó hay. Dưới góc nhìn nó lịch sử chút xíu và bonus thêm nữa nhé. Honeycomb, bạn có biết từ này không? Nếu mà chưa thì qua video này bạn sẽ có thể hiểu thêm về nó. Ok, xin chào bạn đến với Tech Bắc Chuyện Chưa Kể season này. Lục lại quá khứ và dòng lịch sử đi thì hóa ra thì nguyên nhân đầu tiên và cũng gây ra thương tổn mạnh mẽ nhất cho tablet Android lại là thời điểm ra mắt của những thiết bị này. Để mà rõ hơn thì ta phải nhìn sang cái Apple cơ. Câu chuyện bắt đầu vào năm 2010 khi mà Apple với Steve Jobs ở trên sân khấu thì bị người ta cười chê là iPad cũng như là một chiếc iPhone phóng to đấy, không hơn không kém. Nhưng mà cũng chỉ mất một thời gian rất là ngắn thôi để mọi người phải thừa nhận rằng đây là một thành công và đó chính là bước ngoặt. iPad là kẻ định hình nên một cái loại sản phẩm công nghệ mới trên thị trường vào thời điểm đó. Kể từ iPad thì người ta mới mường tượng ra máy tính bảng là cái gì, trông ra làm sao, làm được cái gì và nên như thế nào. Và họ làm rất tốt. iPad ra trước có nhiều người dùng, lập trình viên ưu tiên cho ứng dụng trên iPad, ứng dụng càng ngon càng đa dạng. Từ đó lại thu hút thêm người dùng, developer lại càng hào hứng mà làm và chăm sóc cho cái thượng đế của họ, tạo nên cái vòng xoáy đi lên mà không có bất kỳ một cái tablet nào ra mắt mà có thể có được. Và bây giờ khi mà quay trở lại với nhân vật chính này, thì những cái baby tablet nhà Android dù chưa được sinh ra nhé thì đã có ngay một cái quả nồi iPad tiên phong lớn như thế, to như thế, làm tốt và chiếm gần như trọn miếng bánh như thế. Thì thách thức là cực đại, chúng phải bắt đầu tìm kiếm những người dùng đầu tiên này, số lượng user quá ít nên là lập trình viên cũng không quá mặn mà, dẫn đến là app trải nghiệm tệ này, thì lại càng có ít khách hàng quan tâm và dẫn đến lập trình viên lại càng lười biếng, app lại càng sợ. Dù cũng y chang như lúc nãy nhưng mà theo hướng ngược lại, vòng xoáy đi xuống đối lập hoàn toàn với iPad. Vậy tại sao smartphone Android cũng chạy hệ điều hành như thế mà lại không gặp phải cái khó khăn tương tự? Có thể bạn sẽ thắc mắc như thế. Nhưng mà đây này, iPhone của 3 năm trước đó là năm 2007, đầy đột phá sáng tạo và gần như là tái định nghĩa lại smartphone ấy. Nhưng mà Apple thì không phải là kẻ bắt đầu ở cuộc chơi này. Khi mà chưa có iPhone thì người ta vẫn dùng BlackBerry, Nokia khắp nơi, khắp trên mọi nẻo đường ấy thôi. Thế nên là ngay từ khi bắt đầu thì Apple dù mạnh, dù khỏe, dù tốt đến đâu thì vẫn phải đi giành lấy miếng bánh trên tay của người khác từ một con số 0 nó tròn chỉnh. Và nhờ đó mà smartphone Android, tức là đối thủ cạnh tranh ấy, thì vẫn có đủ thời gian, không gian để mà thay đổi, thích nghi rồi tìm thấy khách hàng cho chính mình ở trên mảnh đất smartphone. Thực ra để mà công bằng cũng như là có bức tranh nó rộng hơn ấy, thì vẫn còn thêm một vài câu chuyện nữa để mà kể thêm cơ. Đúng là tablet Android có trước và lú nhú vào những ngày của năm 2009, tức là trước một năm iPad chào đời. iOS 5, The Harmonic Web Station hay Ultra Vega. Nếu kể đến đây mà bạn vẫn ngơ ngác không biết mình đang kể về cái gì thì đúng, những tablet Android đời đầu gần như là vô danh, không tạo ảnh hưởng nhiều lên thị trường. Còn xa và xa hơn nữa thì lác đác cũng có những tên tuổi lớn bé khác nhau từng thử sức với cái mảng thiết bị còn mới lạ này. Tiêu biểu trong số đó thì phải đến Microsoft Tablet PC của năm 2003. Nó chạy một phiên bản hệ điều hành Windows được tinh chỉnh, sử dụng bút cảm ứng trông không quá thẩm mỹ và tiện gọn cho lắm, với độ dày khoảng 1 inch, tức là khoảng 2,5 cm đấy, nặng 1 đến 2 kg cơ, và pin thì trụ được tầm khoảng 4-5 giờ thôi. Sau đó thì cũng có một vài nhà sản xuất có thử sức với máy tính bảng và có chạy cả Mac OS luôn đấy, nhưng mà kết quả thì vẫn là một chữ thôi: fail. Từ đó mà ta thấy được là người làm đầu tiên thì chưa hẳn sẽ được lịch sử ghi danh đâu nhá, mà phải làm tốt đúng thứ người dùng cần và họ chịu móc tiền ra sở hữu nó trên diện rộng, thì đó mới là lúc mà bạn được người ta nhớ đến như là một kẻ tiền phong. Nếu các bạn để ý thì hai cái thiết bị trước đó hay là rất nhiều thiết bị khác nữa thì cũng đều chọn hệ điều hành cho máy tính cá nhân làm trụ cột, nhưng Apple thì lại chọn cái nước đi khác hẳn. iOS, một cái hệ điều hành di động được đưa lên cho thiết bị bự con này và mọi thứ thì thay đổi. iOS không cần con chip PC, không cần GPU và cũng không cần hệ thống tản nhiệt cồng kềnh đi kèm, tiết kiệm pin hơn hẳn bên cạnh cái sự mỏng nhẹ gọn gàng, và nhờ thế mà mức giá thì không bị đội lên đến mức khoảng
2.000 đô như là Microsoft tablet PC 7 năm trước đó, mà là 500 đô. Có lẽ đây là cái thứ mà người dùng cần, bởi vì kết quả thì đã thể hiện tất cả đấy. Nhưng đó mới chỉ là cái bắt đầu câu chuyện thôi, chỉ là cái nguyên nhân đầu tiên thôi. Còn kể từ khi mà các nhà sản xuất thấy được cái cú hit iPad, thì từ năm 2010 đến năm 2012 ấy, là một cuộc đổ bộ thực sự của những cái tablet nhà Android lên thị trường. CES 2011 là cái show diễn riêng của tablet, người người nhà nhà đâu đâu cũng thấy máy tính bảng hết. Nhưng mà cho đến khi có người trải nghiệm đầu tiên với những thiết bị trông có vẻ đầy tiềm năng này, thì cái lý do thứ hai bắt đầu xuất hiện này: màn hình lớn. Ngoài việc là chạy Android 2.0, 2.1, 2.2 không hề có thủy biến gì cả, thì ứng dụng bên trong lúc này đơn giản cũng chỉ là những cái bảng phóng to từ các cái ứng dụng có sẵn dành cho smartphone màn hình bé, dẫn đến thì nó có quá nhiều khoảng trống thừa này, kích thước phông chữ dàn trang bố cục thì không hợp lý này, và thậm chí nhiều ứng dụng thì còn chẳng có chế độ xem ngang, một cách sử dụng mà gần như là nó mặc định về tablet đấy. Còn nhìn sang iPad khác hẳn nha, họ tinh chỉnh những ứng dụng có sẵn tức là của Apple như là ảnh này, nhạc, lịch sao cho phù hợp với cái kích thước màn hình mới, rồi họ đưa ra một bộ phát triển phần mềm cho những nhà phát triển viết lại ứng dụng dành riêng cho iPad, để rồi ngay ngày đầu tiên mở bán thì một App Store với những ứng dụng phù hợp đã sẵn sàng ở đó, chứ không phải là sự chấp vá. Chưa nói đến phần cứng nhé, bởi vì phần mềm, cái trải nghiệm người dùng là cái thứ chiếm trọn ngay con tim của ta khi dùng iPad. À, nó nên là như này này, chứ không phải là cái sự chấp vá thiếu đồng bộ và đôi khi là những cái giao diện rất nghiệp dư chỉ bởi vì cái sự phóng to ép buộc mà những ứng dụng phải tự thích nghi trên tablet Android. Đến đây khi mà đặt lên bàn cân giữa smartphone Android và tablet Android thì ta sẽ thấy được như này. Smartphone Android thì không phải chịu sức ép để thích nghi về kích thước màn hình lớn như là tablet Android. Cũng khá là trớ trêu khi mà kích thước lớn vốn là cái lợi thế lại trở thành con dao hai lưỡi quay trở lại cản trở chính cái trải nghiệm của tablet Android. Hay xa hơn nữa là cái sự phát triển bền vững của những cái thiết bị này. Đến đây thì ta lại có thêm một cái câu chuyện khác nữa để mà tạo ra một bức tranh rộng hơn, ít chắc như ở phần trước ấy. Đúng ra thì không phải là Google không có nỗ lực để tạo ra điều gì đó nhé. Đó. Thời điểm đó thì họ đã cố gắng để mà hoàn thiện một hệ điều hành cho máy tính bảng mà tên gọi nó là Honeycomb. Cái vấn đề là các nhà sản xuất Android thì trước cái sự thành công của iPad không thể nào mà chờ đợi được nữa. Kết quả là hàng loạt những tablet của CES 2011 như ta đã nói đấy. Nhưng mà giả như đi, các nhà sản xuất vừa nêu vẫn chờ Google thì có vẻ như kết quả nó cũng không quá là khả quan đâu. Bởi vì dường như là họ cũng đã rất là vội vàng để cho kịp thị trường, nên đây không phải là một hệ điều hành trong mơ. Nó lag, nhiều lỗi và không dễ dùng trực quan như là iPad. Google thì vẫn đi theo cái con đường mà nhiều bên đã thất bại, đó là cố để tạo ra một cái giao diện tương tự như trên máy tính cá nhân. Thế nhưng mà cái lý do thứ hai này thì nó vẫn chưa thể nào mà kết thúc với câu chuyện phần mềm ở đây, bởi vì khi mà lý do thứ ba được đưa ra ngay bây giờ này thì có vẻ như nó là cái điều mà không thể tránh khỏi mỗi lần mà mình phải nhắc đến Android, cái sự phân mảnh. Nhưng mà nếu như đây là một trong những lý do gây nên cái sự lụi tàn của tablet Android thì không phải là smartphone Android nó cũng phân mảnh thôi. Chính xác. Nhưng mà cái sự phân mảnh ở trên tablet thì diễn ra sâu sắc hơn, và một lần nữa thì cũng chính bởi vì kích thước màn hình. Ai này, nếu như mà với smartphone ấy thì các lập trình viên đã lo về cái sự khác biệt giữa chipset hay độ phân giải đến từ hàng trăm người thiết bị đắt rẻ của hàng chục thương hiệu khác nhau, thì qua đến tablet câu chuyện nó còn phức tạp hơn khi mà họ còn phải deal thêm với một cái yếu tố nữa, đó là cái sự trải dài của kích thước màn hình. So với kích thước màn hình nó chỉ thay đổi không quá là nhiều trên smartphone ấy, thì tablet nó có thể chạy từ 6-7 inch cho đến tận hơn 10 inch là chuyện rất bình thường. Và đến đây thì ta cũng hiểu là tại sao mà app của tablet Android nó lại mãi chỉ như thế đấy. Thứ nhất này, những gì ta đã nói thì đó là do cái vòng xoáy đi xuống đề cập ở lý do thứ nhất. Thứ hai này, người dùng Apple thì chi tiền gấp đôi so với người dùng Android. Người dùng Apple chịu chi hơn thì vậy thì tiền nó nằm ở đó đấy. Thứ ba là cái sự phân mảnh quá lớn, đặc biệt là dành riêng cho tablet với khoản kích thước màn hình thay đổi quá lớn qua hàng trăm thiết bị, nên là thời gian, công sức và tiền bạc thì sẽ là xứng đáng hơn khi mà đầu tư cho App Store trên iPad. Đến đây thì mình sẽ đưa ra mấy câu hỏi, đó là có khi nào bạn thắc mắc là tại sao, bằng cách nào mà smartphone Android lại có thể chiếm và bao phủ đến tận 70% cái thị phần này trên toàn cầu hay là không? Mà người nghèo ấy thì đông hơn người giàu rất rất nhiều, và Android thì phục vụ đúng cái đối tượng đấy. Nhưng mà nếu như thế thì tại sao mà tablet lại không thể nào mà áp dụng cái mô hình thành công ở trên smartphone qua bên này để mà chiếm khoảng tầm không được 70% thì cũng tầm 50% đấy. Tại sao? Bởi vì smartphone là thiết bị công nghệ cần thiết cơ bản mà người giàu hay là người nghèo cũng đều cần hết. Họ sẽ mua nó trước tiên. Khi một cái người mà có thu nhập không cao đã mua một cái smartphone đáp ứng cái nhu cầu của họ cũng tương đối là tốt rồi, thì họ có mua thêm một chiếc tablet hay là không? Thì đó là lý do tại sao mà tablet Android thì
dù vẫn bán được nhưng mà không thể nào mà phủ xanh như là smartphone Android đã làm được như bây giờ, không thể. Đó là cái lý do thứ tư chủ quan mình đưa ra. Nhưng mà bên cạnh phần mềm như ta đã nói từ đầu đến giờ đấy, thì phần cứng với hiệu năng cũng là một cái điểm giết chết dần cái cảm hứng dùng những cái tablet Android qua thời gian. Nếu như smartphone mua về dùng 2 năm lạc đổi thì cũng không phải là quá nhiều. Smartphone thì có thể đổi nhiều và nhanh hơn, nhưng tablet thì lại khác nha. Vòng đời thì thường dài hơn rất là nhiều. Vậy mà mới mua về dùng tầm khoảng 2 năm đã thấy lag, trong khi kỳ vọng là phải dùng 4-5 năm cơ, thì sẽ có sự đắn đo. Đó là cái điều mà iPad lại làm quá tốt đây. Hiệu năng vượt trội, phần mềm hỗ trợ lâu dài, nó ao trình với tablet bên nhà Android. Nên là cái vòng đời yêu cầu dài hơn cũng là một trong những cái lý do tạo nên cái sự khác biệt giữa smartphone Android và tablet Android về cái sự thành công hay là thất bại của chúng. Đến đây thì mong bạn đã có thể hiểu thêm những câu chuyện, những bối cảnh lịch sử và lý do mà tại sao Google đã có thể thành công với smartphone Android nhưng mà lại để iPad phủ bóng trời tablet. Tất nhiên là video cũng sẽ có mang màu sắc chủ quan và cũng không thể nào mà bao quát hết mọi khía cạnh. Vậy nên là nếu bạn có điều gì chia sẻ hay là phản biện thì cũng đừng quên là ta có phần bình luận cũng như là cái nút like bên dưới nếu bạn muốn ủng hộ cho team nha. Cảm ơn rất là nhiều đã đồng hành và hẹn gặp lại.